Chào mừng anh em đã đến với kênh game bài kiếm tiền. Thì hôm nay với số vốn 20k thì mình sẽ chơi con mini game cho anh em thấy nha. Thì anh em nào mà xem mà thấy thấy có coder thì anh em nhập vào để nhận 20k cho mình nha. Ok, thì với những anh em nào mà chưa có link thì hãy tải link dưới phần mô tả, sau đó comment ID và tên game dưới video mới nhất của mình, mình sẽ tặng 100k về tài khoản cho anh em luôn nha. Ok, thì với số vốn 20k thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi con mini game nha. Thì những anh em nào mà xem video mà thấy coder thì anh em cứ nhập coder về, sau đó là nhắn tin đã nhận được rồi bên dưới cho mình giúp nha. Ok, rồi với số vốn 20k thì mình sẽ tắt tay luôn nha. Nè, đánh nhanh thắng nhanh luôn rồi. Ok, ngoài trời hôm nay hơi mưa, anh em thông cảm nha. Rồi, ok, 4, 3, nhận hơn em. Nè, đánh nhanh luôn. Ngon. Rồi, nhận thôi. Với số vốn 20k thì mới rồi mình tắt tay luôn nha anh em. Bây giờ đánh thua rồi, nó không cho ao ra. Đánh nhanh, thắng nhanh. Hy vọng là clip này mình sẽ thắng. Anh em nào mà xem thấy coder mình có để bên trên video thì anh em cứ nhập vào để nhận 20k cho mình nha. Ok, rồi, hết rồi, nhỏ thiệt kìa. Ca không hấp được rồi, ôi hên quá rồi, ngon lành, hên quá em ơi, vào lại hên 20k kiểu này rồi. Chắc kiểu này chắc quay kiếm ít tiền rồi anh em ơi, quay kiếm ít tiền, quay kim cương, ui ơi thấp nhất rồi. Tám ba ngày nữa bà nội, nó xui thiệt. Bây giờ quay đi quen đắng lòng được chứ. Rồi còn thấp nhất không. Thôi giờ lên 200 rồi, vào lại nè anh em ơi. 20k là tịch rồi. 20k là tịch rồi đó nha. Vốn 20k là không ăn thua rồi. Xong luôn, dưới ngon, hấp lại á, tưởng rồi xong luôn rồi chứ, nguy hiểm quá anh em ơi. Xong mình rồi chứ. Rồi coi 200k làm lên sự nghiệp lại nào. 20k rồi không ăn thua rồi. Tưởng đâu 20k lên sự nghiệp. Không ăn thua, không ăn thua.
khó nha. Không là lần này phía chốt được lãi cho anh em rồi. Nếu mà cầm 200 mà lên 300-400 thì thôi được đó. Kiếm cho anh em thấy con Sibo này nó cũng đỏ đen lắm nha anh em. Đừng có chơi mà dính vô, anh em nên chọn trò khác chơi. Tại vì cái này mình làm clip nên mình muốn quay nhanh thôi. Chứ nếu mà vốn mình có, mình cũng không nên chơi con Sibo này. Sibo này chơi rất là dễ thua, thấy vậy chứ nó dễ thua. Khi mà mình lận vô rồi là mình không biết đường đâu, mình đánh luôn, đánh đầu thua đó, đánh đầu thua đó, nó thua như vậy á, cảm giác như mình bị soi á. Anh em chơi cũng phải cẩn thận nha. Ok thì ngon lành rồi, 200 lên 1,5 triệu rồi, 2,5 triệu rồi anh em ơi. Thôi chắc là chốt lời đó anh em. Thôi cảm ơn anh em đã coi video, thì chúc anh em phát tài. Ok, bye bye.